Rồi, chào tất cả các bạn đến với channel của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục về đất vuông tôm để mình quay máy cắt cho mấy bạn xem nha các bạn. Hôm nay có hai con máy độ rất là dữ, là Giang Ma 82 với máy cắt 70 nha, cùng các những miếng ruộng trong vuông rất là nhỏ nè. Xa xa thì có đốt đồng với anh em mình đang cậu lúa, mang lúa vô nha. Dính dây điện nè. Vì la ấm sụm như trời. Trang trang hai chiếc máy này mà gặp đất lô nó cắt thì thôi rồi, vô đói nhau à. Giờ dùng vuông cắt một chiếc là tự sát. Chiếc mà cắt được cắt vuông rồi chiếc đó cũng dữ lắm. Đây giờ à. Các bạn ơi, bắt con gì vậy?
ngọt ghê kìa. Máy thấy cái dàn lông cũ nhưng mà bên trong phụ tùng nó còn khá là ngon. Hết luôn à. Ờ, gì đó bắt con gì cả các bạn. Rồi chạy luôn. Đúng nhầm. Chưa tới 10 phút nữa là xong cái khu ruộng này. Rồi kết thúc rồi các bạn ơi. Đi luôn rồi. Này được mười mấy bao các bạn. Rồi anh em mình hoàn thành xong rồi nha các bạn. Tạm thời mình sẽ kết thúc video này tại đây nha các bạn ơi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem kênh của mình nha.